Xin chào quý vị và các bạn. Một bầu trời nhiều mây, âm u, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn đang bao trùm khắp khu vực Bắc Bộ cũng như là Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của sương mù và mưa nhỏ nên tầm nhìn xa giảm thấp, có nơi còn dưới 1 km. Do vậy, nếu phải di chuyển vào sáng sớm thì quý vị nên lưu ý để đảm bảo an toàn. Vào sáng sớm thì trời còn rét với mức nhiệt ở khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, dao động từ 16 đến 19 độ. Vùng núi cao các tỉnh miền núi phía Bắc chỉ trong khoảng là 10 đến 13 độ. Còn trong ngày thì trời vẫn nhiều mây với nhiệt độ ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội vào lúc trưa và đầu giờ chiều ở khoảng từ 21 đến 24 độ. Riêng khu vực Tây Bắc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc của Sơn La do có nắng nên nhiệt độ có thể tăng cao lên ngưỡng là trên 25 độ. Đối với khu vực Trung Bộ, sáng sớm nay thời tiết tại đây sẽ chưa có nhiều biến đổi. Trời vẫn rét nhẹ tại khu vực Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, se lạnh tại các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Mát mẻ với các tỉnh còn lại từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận. Sáng còn rét là vậy nhưng cũng chỉ sau khoảng 9 giờ sáng thì nắng sẽ lên và trải đều trên khắp khu vực. Từ Thanh Hóa xuống tới Thừa Thiên Huế thì trời vẫn có nắng với nhiệt độ nhanh chóng tăng lên ngưỡng là từ 23 đến 26 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng trở xuống tới Bình Thuận thì trời nắng sớm nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ sáng sớm nay thời tiết cũng có một chút rét nhẹ ở vùng cao nguyên với mức nhiệt chỉ trong khoảng là 15 đến 18 độ và một chút se lạnh ở các tỉnh thành Nam Bộ với nhiệt độ dao động 23 đến 24 độ. Nhưng ngay sau đó thì nắng sẽ lên đều khắp và nhiệt độ vì thế cũng tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất ngày dao động ở ngưỡng là 27 đến 30 độ ở vùng cao nguyên và 30 cho tới 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Cảm giác đã hơi nóng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Trên biển, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên đến mức cấp 5. Ở phía Đông Bắc thì có lúc cấp 6. Sang đến ngày 28 tháng 1 thì khả năng mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa thì có mưa rào và dông vài nơi, với trường gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tăng cường yếu và lệch về phía Đông, nên Bắc Bộ chủ yếu sẽ duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa, mưa nhỏ rải rác ở các tỉnh vùng núi và phía Đông Bắc Bộ. Thời gian mưa chủ yếu tập trung trong đêm và sáng. Dự báo đến khoảng ngày 28 tháng 1, tức là thứ năm tuần này, khối không khí lạnh sẽ được tăng cường thêm với cường độ mạnh, sẽ khiến cho nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm đáng kể. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi xuất hiện rét đậm. Đối với các tỉnh miền Trung, trong hôm nay và ngày mai, Trung Bộ vẫn phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 23 cho đến 26 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 27 cho đến 30 độ ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận. Cũng từ ngày 28 tháng 1, cùng với quá trình tăng cường của không khí lạnh, mưa sẽ quay trở lại. Riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa đến mưa to. Và cùng với những cơn mưa thì nhiệt độ các tỉnh miền Trung trong những ngày sau đó cũng có xu hướng giảm dần. Thời tiết đã ổn định trở lại ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với đặc trưng của mùa khô. Trời không mưa, ngày nắng nhiều, nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng trở lại với mức nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến từ 27 cho đến 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ là từ 30 cho đến 33 độ. Trạng thái rét về đêm và sáng ở Tây Nguyên và se lạnh ở Nam Bộ sẽ giảm dần. Thời tiết mùa khô ở khu vực phía Nam là điều kiện thuận lợi cho dẹp sáp bột hồng phát sinh, phát triển và gây hại mạnh trên cây sắn hay còn gọi là cây khoai mì. Khi bị nhiễm với mật độ cao, cây sẽ chết và có thể làm cho năng suất củ giảm tới 80%. Vì vậy, để đảm bảo cây sắn sinh trưởng tốt, giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho các bà con nông hộ, bà con nên thường xuyên theo dõi đồng ruộng, tiến hành tiêu hủy ổ dẹp triệt để theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ Thực vật,